Đây là loại rau gì vậy ạ? Trông nó giống xà lách quá. Đây là rau bina của Ấn Độ. Tôi có thể vận chuyển nó về đây theo đường hàng không. Loại rau này ăn như thế nào vậy ạ? Bạn có thể ăn cùng món cuốn hoặc trần qua và ăn như rau bina bình thường. Người nước ngoài có hay ăn loại rau này như thế nào ạ? Họ sẽ cho chúng vào chảo chiên và xào sơ qua với một ít dầu. Chỉ cần xào sơ thôi là ăn được. Vậy nó có tác dụng gì cho cơ thể không ạ? Nó quả thật là loại rau tuyệt nhất ở nông trại. Nó cũng gần giống như đậu quả ở độ nhớt. Khi ăn có cảm giác rất mềm và hơi nát. Nhưng nó thực sự có hương vị rất ngon. Nó tốt cho người bị bệnh đường ruột. Và chứa rất nhiều canxi, gấp 3 lần so với rau bina thường. Không chỉ vậy, nó còn chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chứa dồi dào diệp lục. Nó rất tốt cho cơ thể và đặc biệt, nó có loại xanh và đỏ. Ồ, nó có hai loại khác nhau này. Tôi cứ tưởng nó chỉ có một loại thôi. Loại màu đỏ chứa nhiều anthocyanin giúp chống oxy hóa. Vì vậy, nó bồi bổ cơ thể rất tốt. Vậy loại màu xanh và màu đỏ có hương vị khác nhau ạ? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi ăn thử được không ạ? Bạn ăn thử đi. Chỉ cần hái như vậy thôi là được ạ? Vâng, tôi đang hái nó. Đây là loại màu đỏ. Quả thật nó rất nhớt. Mỗi nước sẽ có những vùng đất thích hợp để trồng loại xanh hoặc loại đỏ. Loại rau này hay được tiêu thụ ở nước nào ạ? Nó phổ biến ở các nước châu Á nhiệt đới. Những đất nước đó rất ưa chuộng loại rau này. Bởi đã nhìn thấy sự khác biệt rồi, nên khi ăn vào, tôi cũng thấy vị của chúng hơi khác nhau một chút. Loại xanh này có hương vị rất thanh mát. Anh có thể gợi ý cách ăn loại rau này sao cho hợp khẩu vị của người Hàn Quốc được không ạ? Mọi người có thể ăn nó với thịt man chỉ nướng. Nếu mua tại vườn thì hương vị sẽ rất tươi ngon đấy. Tôi rất muốn ăn nó với thịt ba chỉ nướng. Giờ tôi sẽ đi ăn nhé. Trước khi đi, bạn hãy tự hái một chút đi. Tôi ấy ạ? Vâng, vậy tôi sẽ hái thử nhé. Bạn hãy bắt đầu cắt nó từ những đoạn non này nhé. Phần ngọn cũng được ạ? Vâng, cắt từ phần ngọn nào. Giờ chúng ta hái hết một lượt ạ? Vâng, sau đó chúng ta gọt bớt nó đi. Bạn thử hái cả loại đỏ nữa. Cắt cả phần ngọn màu đỏ. Chúng ta ăn cả phần ngọn nhỏ này ạ? Tất nhiên rồi. Có vẻ như tôi không được ăn nếu không làm việc rồi. Hôm nay tôi đã rất chăm chỉ thu hoạch nông sản, nên vừa mệt vừa đói. Vâng, thịt ba chỉ đã ra rồi này. Đây là những loại rau quả tôi đã hái phải không ạ? Vâng, tôi sẽ nướng thịt để ăn cùng với những loại rau củ quả mình đã hái. Để tôi nướng thịt cho. Cảm ơn anh. Được ăn thịt ba chỉ do chủ nông trại tự tay nướng cho, cùng với các loại rau củ tươi ngon tôi đã hái hôm nay, thực sự rất tuyệt vời. Tôi sẽ ăn thịt ba chỉ cùng với rau bina Ấn Độ và đậu cô ve xem sao nhé. 인디안 시금치하고 삼겹살하고 그린빈 이 세 개를 같이 이렇게 먹어볼게요. 정말 có một điều rất thú vị là người Hàn Quốc ăn rất nhiều món cuốn như cơm cuốn, thịt cuốn. Các loại rau cuốn bình thường sẽ ít mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mới khi ăn. Lá vừng có mùi thơm rất mạnh nên cũng sẽ lấn át vị thịt. Nhưng khi tôi ăn thịt với rau bina Ấn Độ này, nó hơi nhớt một chút, nhưng mang lại cảm giác rất sảng khoái khi ăn. Cảm giác mềm mượt trong miệng thực sự rất tuyệt vời.
Loại rau này giúp tôi có thể cảm nhận được hương vị nguyên bản nhất của thịt. Nếu các nhà hàng thịt nướng hay nhà hàng món cuốn nhập về loại rau này thì nó sẽ trở thành mặt hàng được yêu thích đấy ạ. Hôm nay tôi đã được nhìn thấy nhiều loại rau đặc sắc được trồng và tiêu thụ nhiều ở các nước nhiệt đới. Vậy những loại rau đó có ưu điểm gì ạ? Nếu phải làm việc trong thời tiết nóng nực, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi rất nhanh chóng. Nhưng những nước đó còn nóng hơn Hàn Quốc nhiều. Vậy mà họ vẫn duy trì được sức khỏe dẻo dai, chính là nhờ dưỡng chất từ những loại rau củ nhiệt đới dồi dào này. Những loại rau này dường như có sức mạnh chống lại thời tiết nóng được đấy ạ. Hãy chiến thắng cái nóng bằng những loại rau củ đặc biệt này và sống thật mạnh khỏe nhé.